Bạn đi xe mui trần, chở Crude vào một ngày mưa. Crude kiểu: em thích cảm giác những hạt mưa rơi vào mặt, lấy tay hứng từng giọt, thật lãng mạn đúng không anh? Cũng là bạn, chở Crude trên con quay chiến. Em chứ, nửa chỉ mưa lắm thế. Đây chính là câu trả lời Boxer 718 Boxer, nơi biến những cơn mưa khủng khiếp của mùa hè trở nên mộng mơ và lãng mạn. Hơi lãng mạn thế. Mui trần cá tính nhưng vẫn gặp mở linh hoạt, đề phòng Crude chợt tỉnh cơn mơ về với thực tại kinh hoàng. Nice. Động cơ đặt giữa giúp phân bổ trọng lượng 50-50, điểm nổi bật của dòng xe thể thao. Động cơ thì ở giữa rồi nên đây là một cái cốp nữa, đủ không gian để đồ cho hai người đi chơi tẹt ga. Tính cả rồi. Cánh gió tự động nâng khi chạy ở tốc độ cao hoặc chủ động nâng theo điều khiển của người dùng. Không gian nội thất thì không quá rộng rãi nhưng vẫn có chỗ để cống nước cho hai người. Lại còn hướng về hai bên luôn, quá tinh tế. Wow. Cửa gió điều hòa thiết kế hơi hướng tuabin động cơ của máy bay phản lực. Đấy, thích mui trần có mui trần, thích máy bay có máy bay. Thế này thì bão cỡ 17 có lãng mạn chứ nói gì đến mưa rào.